Sự đây nè tụi kia chụp kia cho mùi nâng ở video bật to này mê hiện cha phá dương nè này ca pra cho mùi nâng WordPress. Ok, chẳng chia tập 4 cứ xông thuê ca bác sử web server có đồ chị đặt tập bài server dương sân nè làm bởi ai phải ca bàn chẳng dương bác sử dụng vàng phá dương ở việc đồng là cá và tập mà tiếp tục dương bác web browser hay dương quay tờ hồ direct tờ hồ tí tăng lấy project phá dương thay ta project dương mình chung ở vậy chẳng cứ thở ca bà chạy cho mỗi lần lúc host bà chạy cả này nó bê cả lại dương phở port copy port default xong thuê ca bà chạy port phong viên port hay cả này và xong chì dương ở phở đổi cho mỗi lần port mây ấy tế dương phở default viết cứ dương quay tờ lúc host slash cho mỗi lần chung mua này project phá dương hay mỗi tiết cứ một tiểu hóa thêm nó bê là dương quay localhost quay ấy chẳng ấy từ xong thuốc ca quay cho mỗi nâng tên là lấy về ở sân cùng lột ở đây là cái này màu tam suggestion drop màu chân ấy phố ta thay dương vay lúc hoa hoa thay drop màu dương drop màu chân với ta chỉ ca search với nó có nông web browser với nhầy chân dương dương vay ở cho nhảy thay cứ vay ở về sân ấy vay ở khoảng tới thì chân ở lấy dương cho ta có nông interface front end chẳng là những thầy cho từ back end là bài thực tay cho mọi nắng tên là này menu phơi dương chẳng là mấy đố cứ là mấy cho thực lãnh đố cứ dân thử vay slash wp.admin ca vay cho đấy cứ làm rồi miên ca vay username và password để xa tại nơi có nông video muốn nhưng mà anh thưa ca chất dục biết thả sale password để chứ này cứ còn là nhóm thôi cao vay wp.admin cứ vi automatic mà chăm bạch dương vay password username tiết đi chẳng cũng chứ ngờ thế mạch bản nhóm vay admin thống miên login ấy phó mạch bản nhóm cho từ back end bán hay dương mạch bảo admin thời ca cho từ khăn ông tiếng lạc in dân chẳng cứ mù là hết để sang mình chạy remember nè ok mình tập một tiết cứ chấp đam thuộc ca design cho mùi nóng front end và dưỡng cái này nè vì dịch sai nhưng mà sẽ đam dục việc thảo open new tab làm bây giờ việc tục bạc tab thông mấy tục dùng tiếng toàn ok chẳng khăn ông nâng vì mình content cho ra ấy kì content content cứ chỉ thu để dưỡng tục phở cho mùi nâng ca bia website và dưỡng nâng khăn ông front end chẳng nâng khăn ông vừa pre vì mình tuôn để tiết bỏ content same cái này ở lỡ nhưng chắc đã ở plateau mà khăn ông tí tăng mỗi cư nữ khăn ông còn lại chung mua thay page chả page tọc máu nhưng chuột page với miền tì với miền all page cho mùi nâng add new all page cư miền này thay xâm rạp bằng hang cho mùi nâng ca cho mùi page để dưỡng bát bằng ca đang vào mà nâng cư dương tục ai nâng đầm bây tâm mình ấy viết tam khỏi ai nâng thay dân bậc cách ấy dân thời kể địch viết rồi có dân thời ca lục viết chân chàng chẳng phải là dân chọn dựa all page viên nâng số chỉ default phố cứ viên miên bi page cứ chùm mùi nâng simple page hay chùm mùi nâng policy phó viết chàng page policy bên tay để xa tập page policy cứ dùng bị page chỉ draft draft miên này thay viết mình bàn chì lạc nạ copy public cứ trăng thay viết ai phở bán nơi ở front end phở dương này kì nè đi xem phòng page vậy bây giờ chuyện là xin phòng page vậy nên cả hai tên là này xin phòng page nâng chẳng draft cứ ai yêu mà phở bán nè draft cứ bán này thập riêng thay dương phở cái đáy bán tay yêu toàn phở chỉ play cả chẳng hẳn cứ chia draft chẳng chia default với viên miền pi chẳng làm bây ai thua cả bằng cách menu to my time cứ dương thở cả bằng cách chủ mối nâng page để dương chuyện vô vào tông biệt thả add new chạy chẳng ơi nếu có nông ca phở add new dương nâng khơn cho mùi nâng cả lại này dương bật cái page cả lại ní cứ cho mùi nâng tên ở này bí để dương thể cảm bánh tí mùi cứ add title và này ta cho nó chương viết cứ đi simple page chẳng nè simple page chẳng chẳng cho nó chương viết cứ simple page nâng chỉ title hay tên ở này đến nơi kháng khăn nông viên ấy viết cứ chứa content chẳng nếu có nông này cứ chứa content tụi nếu có nông page nâng chẳng những khơi thả ổn, lấy nâng miên tục ở từ dương ta từ xe à xo mẹn thả xa mẹp từ dương từ xe à xo tê cư dương ai thua ca bằng ca cho mùi nâng tên nâng lấy chỉ thú in the fact đôi nâng khăn ông word phò dương chẳng bà xanh chỉ ghi ca từ xe code nâng khăn ông HTML
cứ đảm bay bật cái page một mũi cứ dân thử miền HTML dân bật head dân bật body dân bật head bật body bật HTML phải dân quỳnh thấy trong bàn bật cái font ấy cứ dân thử bật cái bật font dân bật cái gì em miền sai miền ấy phần tay này cái nông này cứ dân miền tools mẹ bây giờ xem được cái lời ca bật cái page thì mẹ nhé để ở check code của dân ai bật cái địa bàn này dân ai để qua page dân ai sẽ add bàn đài cái là nhóm nâng thôi ca bằng cái đời dân bật cái tam dẫn tên này vì website vô một bà ok ở khu xong bật chạy đài cho mỗi nâng ở vầy đầy khu phở này cứ ở toàn bàn bằng internet phở này chẳng dân ai phở bàn thỏa mặt đài cả nập về đầy dân chọc đàm thử ca trong download ấy muối cứ dân thử ca connect internet đầm bấy thưa ca dọc tình này page máu nhưng ưu tiên ho tình này để mình sạp tầm mặt đoàn tới chả ai nhìn dọc ở page xì tật dọc mà phở bán internet điện slow tí nét chẳng dân khơi thế không phải nâng miền tiền ạ xó miền tiền rụp hiệp được chứ nè cứ nhóm ai cho ca copy nhóm sẽ lại chân máu ok nhóm sẽ lại do tổng bay hụt nắng hay nhóm mai sẽ đám nhóm do việc thè copy ok miền copy image miền copy image address nhóm do copy bà xanh thì dân do image image address hả nắng dân do tàu hụt phía bê ta dân trong ban tầng tạch tầng ấy á tập tập mất tiết nhóm do một pha chỗ còn lại nếu nhóm ai đã thà xì tạch page đấy anh ấy cứ thay thò phải dưỡng còn lại nếu cứ dân chập đam đã chỗ từ khăn nâng máu control V ok, chẳng dân đang khơi tha dân đang bán tách video máu ấy nè chia paragraph chẳng vì mình bán chai chia block phô viết xanh xanh block chia image block chia tách chẳng ơi xâm nối số tha ta image để dân vô máu vì website xì tách ta viết cho mà khăn ống project phô dân rồi có ổn chà chẳng nhóm chẳng phải chạy dân tha cái này nó bê đại dương thôi ca sẽ lệch hụt phép bì website xe dục mốt tha cho nó không website dương bạp chẳng ấy cứ dân mình ban tên là nấy image nó không phải chạy dương ấy chẳng cái này mình đập đập bê đại dương mình miền chẳng ta vì miền ấy cả là vì anh nhìn bằng hà ấy bằng hà cứ bởi sân chia website nâng đồ hụt phiệp image nâng từ chi chung mua ếp xếng ở xong tổ đồ hụt phiệp đồ chung mua viết từ chi hụt ếp từ chung mua ếp xếng chả rồi có đồ ti tăng đợi ní rồi có lộp hụt nâng cháo đợi ní hụt phiệp nâng co mình miên nâng không phải chạy dương đài toàn ấy nhưng chân rồi xa ấy những đơn ngay thay những hiển ban hiển ếp thìm ở hào vậy chọn ban image cứ img src smart you ở nơi image nâng chẳng ở ngoài được dân vô mà vì cứ chỉ dù ở đây nó không website kì chẳng vì ai vô mà phở bàn này ủa thì họ đã chỉ hụt phép môi để dân vô link ngầm pí Google ta sẽ ta Google nâng quát ban vì mũ image nâng chẳng nhỉ chẳng image nâng có dân ở ai phở việc bàn tiện đại đôi chỉ dân vô link YouTube chẳng dân vô link YouTube cho mà nãy nó không website dân vô hướng ủa thì họ video chứ hướng rồi có mê hiển ai xin tích vô mà đã nó không website dân dân vô chỉ là cái nạn link chắc là bây giờ dân copy link vô mắt xếp tại YouTube kia tờ user channel ấy, kia remove cháu chắc image ở video nó có bật này đi cái này chắc ở lâu dân khơi theo website phơi dân nó cứ dân trong bật cá đã chỉ tách đã chỉ hộp hiệp viết miên bán chạy chỉ blog ok chắc chập đàn thôi cả mớ này chắc ở đây dân khơi visa bạn nặng nhóm cho tôi không nhà chọt chọt ní
ចុចចុចកន្លែង option នេះតបមកខ្ញុំយកក្នុងនេះគឺមានថា code editor កន្លែង editor វាមានពីរប្រភេទ វាមានជា virtual editor virtual editor គឺអ្វីដែលយើងបានឃើញហ្នឹង ហើយនេះគឺជា code editor យើងចុចលើហ្នឹងមក អញ្ចឹងពេលហ្នឹងតំណែងដែលយើងឃើញមុនហ្នឹងបានត្រឡប់ទៅជា code html ក៏ដូចជា code css ឃើញនេះយើងមានបាយចែកជា p នេះស្អីមានបាយចែកជា block អញ្ចឹង p នេះមក paragraph អញ្ចឹងវាមាន strong គេដឹងហើយ strong គឺដូចនឹង b អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវា bold ឲ្យវារៀងអក្សរដិត ចា អញ្ចឹងនេះវាបែងចែក p មួយទៀតមក block paragraph មួយទៀត ឃើញ ហើយ ដល់ពេល image គេកន្លែង image យើងឃើញមិញនេះគឺយើងឃើញនេះ img src https .p ស៊ីតិចនេះ link website ស៊ីតិច អញ្ចឹងបើសិនជា ស៊ីតិច គាត់បានលុប image ហ្នឹង ឬក៏គាត់បាន rename រូបភាពហ្នឹង គឺនឹងមិនឃើញនៅក្នុង file យើងឯង អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំបានបញ្ជាក់យើងមិញមុនថា ការយក copy image តាមរយៈការ select បែបហ្នឹង យកមកផាសចូល website យើងគឺបានតែ URL ឯង ពេលហ្នឹង image យើងគឺអត់មាននៅក្នុង project ទេ អញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ឲ្យ image ហ្នឹងមាននៅក្នុង project យើង ទោះ website គេលុបក៏លុបទៅ យើងចង់យកមកដាក់ចូលបានអត់ វាមានវិធីសាស្ត្រពវា អានេះខ្ញុំបង្ហាញ step by step សិន គឺការ copy អ្វីដែលមានស្រាប់ពី website គេយកមកដាក់នៅក្នុង website យើង ហើយ ករណីនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះនឹងការ edit code គឺយើងអាចធ្វើការ edit code ខ្លួនឯង ទៅសេះ code CSS edit មក ទៅសេះ code HTML edit មក យើងចង់លេង style លេងអី អញ្ចឹងយើងអាចដូរវាបាន កន្លែងនេះគឺជាកន្លែងកែ code អញ្ចឹងចង់ត្រឡប់មកវិញធ្វើម៉េច ចុចកន្លែងចុចនឹងម្ដងទៀត កន្លែងយកជា virtual editor វិញ យើងនឹងឃើញ interface ទៅណា អញ្ចឹង វាមាន 2 អាចសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចេះ code គាត់អាចទៅ view តាមកន្លែង code editor តែសម្រាប់អ្នកដែលមិនចេះ code ទេ គាត់អាចប្រើតាម virtual editor ហើយគាត់អាចកែបាន កែកន្លែងណា okay ពេលយើងចុចនៅលើហ្នឹង វាទៅថាជា paragraph របស់យើងមក អញ្ចឹងយើងមានជាមួយនឹង tool របស់វាផ្សេងៗទៀត មានអីគេខ្លះ okay អានេះតកតជាមួយនឹងការប្រើជាមួយនឹង block ឬមួយក៏យើងអាចថាយើងចុចថា edit as html អញ្ចឹងពេលយើងចុចតែប៉ុណ្ណឹង បានន័យថា គឺវាសម្រាប់តែកែ block code HTML ទៅប៉ុណ្្នឹងហើយ បើយើងចូលតាមនេះមិញ គឺវាកែទាំងអស់ ឃើញទេ អានេះអត់ដូរទេ តែយើងតែកែតែ block ហ្នឹងឯង អញ្ចឹងយើងចង់ view ជា result របស់យើង វិញ គឺយើងអាចចូលទៅក្នុងហ្នឹង យើងអាច view in edit virtual របស់យើង ត្រឡប់មកវិញ បាន okay យើងអាចឲ្យវា bold ជាងមុន នេះ វា bold ចា ឬក៏យើងចង់ដូរពណ៌ okay ឥឡូវយើងចង់ដូរពណ៌ bold ហើយដូរពណ៌ ខ្ញុំ select ប៉ុណ្្នេះ ទីតិចជួនចង់ដូរពណ៌អញ្ចឹងនៅក្នុងពណ៌យើងមានកន្លែង document របស់យើងនេះ ចា យើងមានកន្លែង draw tool របស់វា យើងមានជាមួយនឹង ជាមួយនឹង block កន្លែងកែគេខ្លះ មាន setting color អញ្ចឹងខ្ញុំដូរវាទៅពណ៌ក្រហម okay អានេះដូរតាក់ទងជាមួយនឹង background ដែរ ឃើញនេះយើងចង់ដូរ background ឯងវាមានកន្លែងដូរ background ដែរ អានេះយើងដូរតិច color ទេ ហើយយើងអាចដូរ background បាន ឃើញអញ្ចឹងដូរ background for swipe អញ្ចឹងទៅ អញ្ចឹងអានេះបើសិនជាយើងចង់ដូរតែតិច មួយមួយ អាហ្នឹងយើងអាចទៅកែ code ខ្លួនឯង បាន ព្រោះអានេះយើងកែនេះគឺ អយ វាលក្ខណៈជា block របស់យើង ណា វាលក្ខណៈជា block ឃើញនេះ ហើយយើងអាចធ្វើការ justify paragraph របស់យើង យើងអាចធ្វើអី តាមចិត្ត របស់យើងបាន ចា ឃើញ អញ្ចឹងអានេះគឺយើងការប្រើ tool ឥឡូវយើងឃើញ interface របស់វា អញ្ចឹងណា ហើយ អានេះគឺជា interface នៃ WordPress ដែល version ប្រភេទ 5. ឡើង ឃើញ ឥឡូវយើងបង្ហាញតែប៉ុណ្្នេះសិន ហើយយើង public okay public ហើយវាទាមទារ confirm មួយទៀត ខ្ញុំ publish ក្នុងទៀត តាមក៏វាមាន tool របស់វា ច្រើន អញ្ចឹងចំពោះ page ហ្នឹង នេះគឺវាគឺជា URL របស់វា ចា វាគ្រាន់តែ note ឲ្យយើងឯណា អញ្ចឹង យើងអាច view page របស់យើងមក នេះ គ្រាន់តែ page ហ្នឹងគឺយើងអត់ទាន់បាន design អីទេ យើងយក default របស់វា ស្រាប់ តែនេះយើងបាន page បើសិនជាយើងសរសេរជា html យូថាគេយើងត្រូវការទៅ save img src copy link copy អីយកមកប្រើទៀត
paragraph ba ní cứ default phô viết copy mà phát bà này viết bằng lại chỉ code ở dưỡng. Ok chẳng tập lập máu edit phô viết mà đoàn tiệt chẳng như cho tập nông back phô viết màu vĩnh. Ok chẳng anh ấy chưa mùi nâng interface này version phèm chẳng dương khơi interface nâng dương note xung qua tầng ọc nha nè chẳng nhung nâng thuê ca đô interface từ version Chrome Prem chẳng version Chrome Prem thế như bạn phải thay một tiết đấy đầm bây ai mơ version Chrome Prem bán mùa hát em kê phở nâng phù bích nè chúng mùi nâng plug-in tool mày thả tool để dân bạn download mà tục phở bật thêm cứ vì ở phát chúng mùi nâng version interface này page được phở dân chẳng cái này viết phở chúng mùi nâng version tiệp đập bê chẳng dân phở mùi ạc của dân apply phở dân thời tự lẹo version ta ca tự lẹo version này nhầm dây mạnh nâng mình mến mình này thay tự lẹo version project vì version phèm chốt phèm chốt mùi dân ai tư version khổng phèm nâng này vì còn là chỉ interface robot page chứ đừng có phô hề còn nế chẳng cùng miên ca thay thay ô tự lẽ nâng hào cứ tập bò bởi trích tầng mối ở tiền hào ấy dương tự lẽ hào ấy cứ dương ai tự lẽ một bình bàn tài chẳng làm bây thuê ca tự lẽ interface viết nè tầng ạc nế cho tôi khăn ông có lại phần này kháng chú ấy rộng biệt thả plug in hay rộng biệt thả add new càng lớn cứ xem nhận ví dụ plug in này dùng miền ta là dương và trong bài tập mới năng tới như tại add new mong tới ở lại ní nhóm trong và chạy thang nhóm cùng phong tập hợp internet được chứ nét nơi p đại nhóm miền internet cứ vi load mà ai automatic chứ mùi năng plug in default để vi sắp chạy ai chẳng red này kê mẹ phở nó cứ cài tình áp xem sẽ áp bình nhảy phố ấy cứ plug in mà chúng nó tiêm ti ở dưỡng phở chúng mùi năng version này page có đôi chữ post tiệp là lâu ý được chứ này hói cứ nơi thở ca phở chia tầm bốn cứ nơi phê đại và press thở ca update version lang từ prem bài thang interface viết đặt ngay bị interface chả viết ấp thở ca ơi bà này thật đồ phá liếm mê cứ viết miên chú mùi nâng plug in đại viết sạch chè áo tha chúm phương nhận đại ạ toán tự lọc phở version thamay ạc lớn hay phở version chạc bàn còn là install cho mỗi nâng classic editor nâng cứ chỉ plug-in xe mẹ tự lẹo version chứng đặc biệt là dương phở version của bàn dương lên vì viết bàn hay dương ạc tự lãng version tự lọc màu vinh bàn này phù version chỉ viết update tập liếm admin là version chạc backup cứ nâng phê nâng chứ sợ đại cục đẹp phở và bàn nâng cứ nâng phù vạc nâng ca phở ủ tiêu hợp định nhưng ủ tiêu hợp chạy sẵn đây đi chỉ Facebook Facebook cứ quạt ban đô cho mùi nâng video thông mấy vì classic cháo đô à classic nâng này là bạn bật đấy tại bọn nâng quạt ban đô nâng cứ quạt ban ao y cho mùi nâng dương lên cho mùi nâng interface thông mấy này hay với cậu bạn phép bê vô lý á thao viên nâng clap đô nâng bê nâng đầm bây ở chụp version classic cháo chẳng có viên miên thiền backup này nếu cái này ở WordPress có viên miên backup này chẳng Classic Editor xong mình chạy viết cái chiều WordPress đầm bấy thuê ca tại là old style này page đôi chữ post tư version tiệp khi chẳng nhưng mà install hay tổ mấy nhóm activate activate nó cứ miên này thay dương ao ấy viên đồng nái ca phổ vậy để dương install cứ còn là đặt miên nó khăn ông web phải dương tế bằng tay dương là toàn bán ở vị đồng nải cả chẳng dương activate tầm bây vị đồng nải cả ở lấy vị activate hao ấy vậy kể phải tốt vị activate hao ấy dương tầm lọc mà cho pay cho dương add new mà đông tiền phải tốt vị dương plug đô cho mùi năng interface thông mây tầm lọc mà trái nên ạc nên là khơi nhạc khá nhắn interface viết cứ copy ពី môn admin ឲ្យយើងចុច button បូក អី ច្រើនទេ មាន កន្លែង នេះ វា ដាក់ title ហើយ កន្លែង នេះ ទុក ឲ្យយើង សរសេរ ជាមួយ នឹង ទិន្នន័យ text របស់ យើង ឥឡូវ ខ្ញុំ អាច យក អា ហ្នឹង យក ដូច កន្លែង អញ្ចឹង ខ្ញុំ copy ខ្ញុំ ចុច control C ហ្មង ទៅ ហើយ ខ្ញុំ យក មក paste ចូល okay ខ្ញុំ ដាក់ page C text វិញ in all អញ្ចឹង យើង ឃើញ ថា អ្វី ដែល យើង copy មក paste ហ្នឹង mau đi kia tăng tích tăng image chẳng dừng
chất đồ chất đồ viêm á khi nhiễm đồ bò à khi nhiễm đồ bò á chẳng nhiễm chất đôi cả lại thu thu gọi y tớ hãy tập máu vì miền trọp khăn khóm ní vì miền tạch khá lơ nhiễm dọc bò khó khóm cái nhé chà chẳng ở đây nhiễm cho việc bò đấy nhiễm chất bì bò đài nắng cứ dân phở vô dân chà chân ở ca phở vô dân chạc phở dân cư vi miên thu lại dân phở tự ạp chỗ lá cư vi tịch mảnh nhà mắt tôi mà bà hai vi thu sẽ khá nơ vô dân thamay của nó dân khơi như trùa trùa đầm bây ơi mà đăng tha anh ấy cư vô dân chạc hay vi miên vô dân thamay phở vi update interface phở khó khăn niềm mạch chà à lâu dân khơi nhé nè bà tập mà tiết nhưng miên cả lại mũi cái đạn nè vật xuống hay nắng tạch chẳng phải những chất tích chẳng khơi nhờ nè span style chất mà nâng cả lỡ chất bí bỏ cả hôm chà chẳng vì mình strong này bảo strong ấy chẳng tới vì mình p paragraph hay vì mình img soc make ấy chẳng được kìa chẳng vì mình tab ví dụ nè nè xem nhập ví dụ cho mỗi nâng result có đôi chỉ coding và interface thông mây mảnh cứ dân toa tại chất thu ba này khẳng lời còn nế chẳng anh ấy cứ chỉ ca phở phó viết ok là nhóm thôi ca publish xong rồi publish nó có viết nó thu chờn tiện đây nhưng mà toàn mang bây giờ này dân vô tập bốn bị xin phó mấy tha chè và ca tập đọc viên máu hay dân chè xeo về quần ái khi chẳng bán ấy nhóm cho tờ o page dân là khơi nhận nhầm và ca thamay miên xin tạch page mỗi nâng page xin tạch ôi mùi anh ấy version chắc anh ấy version thamay ok, nhưng mà refresh nó không ngồi page phải nhớ cho những khơi nhỉ nấy cho mùi nâng page thì ta chạc phải nhớ chọn lời viên mắt nè ok, simple page ok, thầm mấy chắc nhóm trăng phơ cài edit ấy nhóm ai chọn lời viên chọn dọc bị edit đón tiện nè nè, viên viên có lành khang khóm nè vì mình edit quick edit à edit nó cứ xem nhập edit mình tên lần này kháng khăn và quick edit đã mình edit ấy còn nó lại khả nạ cả bạch chai cả edit vào dưỡng chủ mối đang thay thò vào vì tế tập bằng năng này mình dùng cho quick edit tại nó bê là dưỡng cho dọc lại bị edit cứ vì load in content kháng khăn ao ấy á nhìn khơi ngay chẳng là bê năng vì chủ mối năng lại đối với ai đô cài tất cài ấy chẳng bàn ok chập đàn mùi tiết cứ thua cho mùi năng menu khuẩn ai anh ấy cứ chìa menu mình tháng chẳng hồi ta nè dương vật cài page tổng áo miên xam sợ page chẳng bỏ chiên phở để phố cứ xam sợ page nâng vi lột bà to cái nền nắng chẳng ạ hay bênh nha khăn nông nắng nè bê chẳng dương ngật thời ca phở để phố lề cứ dương chẳng phở tập hết nè để dưỡng chẳng chẳng phở hàng chẳng cả này phê để dưỡng chẳng ban phê để dưỡng chẳng hàng cứ nè tổng ốc nè thở trồ bà chạy nè chẳng nói nhé cứ tới custom cho mùi nâng menu chẳng ban menu miền phê ấy kì khá là hai giờ nè đã môn nè đã khỏi dưỡng cho tôi khá nông appearance nè ở appearance hai dưỡng cho tôi khá nông thì ở menu chẳng dưỡng cho tôi khá nông menu trên cái menu nâng vì đặt do create your first menu below đó xa ấy project nâng thơm ấy nhưng mà toàn bàn thật lọc cái menu vì muốn màu ấy chẳng cứ tiêm tiền dân bật cái thơm ấy chứ là menu dân khơi mà nâng menu ấy kế vì cứ chìa menu mua đá vì miền sạp để phô vì tiền ao tiền dân bật cái page mát cứ vì tiền page tự ở màu chẳng mà xong chỉ dân miền page xam sắp cứ vì bật cái bên nâng tự ở dân ở trong bàn chẳng ấy trong bàn tập page na để dân chọn bàn ở lấy cứ nhầm bật cái thầm mày chúng vô ca đặt menu ném nhưng nãy có bàn nó dân xong qua khuẩn ấy to thang nhầm nạc pratic vốn vì khuẩn chỉ chua xong qua menu để dân chăm chọn là dân chăm ấy nè chắc nhầm nạc phân năng máu create khả lấy dân bàn bật cái menu hào nư lao y tái tên là này nè cái menu nâng bài thay nè nhưng chẳng bàn nhưng bàn bà cài block tục nâng ngày tái ta block nâng chẳng nạ thị khả chẳng nằm bây ai phở bán cứ nơi khả nông chùm hiếng ý cứ bên miền page post custom link
category. Ở đây dương thơ mắn cứ nhóm bằng cao chia page. Chẳng cứ nhóm thời ca chọc drop lời vía hay dương tư view all dương nâng khuyên page. More recent mình nói thêm a page để dương tư tại đi thamay thamay để dương phở vì chở nâng nè vì lột nào. Các page khá dương bằng cao hói tư dương ở sơ bàn tư đi bác vì mơ vì ảnh lột nâng nâng most recent này. Chẳng làm bây ở khuyên page tặng ớ. Cái nền ớ cái này thời chọc dọc viết thay view all hay dương thời miệng buồn này chẳng là em trong mang page là trong mang page xin tích nơi một kế xin tích page hai tập máu chàng tập máu page all com và tập mẹn all com mới xong tốt tập máu home nơi này chẳng home với cả trên bị custom link chẳng custom link cứ home page nên chẳng như thế về những chuẩn lựa home nó ngoài viên lột tập lập một page đá mới nè nên ngày những phở nó có ban thành tập mới em simple page add new chẳng home nó muốn nơi một kế chỉ để phô tài home lại nơi một này chẳng như sale chẳng máu ok sale nè sale chẳng ca phở sale bây giờ nó cứ đầm bay ở vị chạm chụp thay ở menu để mình chụp thay project one cứ miễn buồn một tông nó dưỡng dưỡng chị click và tập mà tiết viên miên cả lại nè viên miên auto add page chẳng dương ắt vô cả lại năng tế một thà auto add page top được vậy chứ cái này về dương add page em xin xét viên ắt cho không năng chẳng nhưng mà nhọt thời cáp hở viên tế display location ti tăng này dương trong và cả tay dương trong của u viên là nè hay à cả lại display location á chẳng khơi nên nắng viên miên buồn để sai tại thêm nó vì mình position là tí tăng ao menu vì mình buồn ta thêm class ở đây mình là mỗi class mình bị chẳng mạnh tha khơi buồn chẳng tặng ai nè ok chẳng nhóm chuẩn dụng lại primary chứ thôi mà nè primary cứ chứ lại nè đặt menu để phô phô biến rồi nè ok hãy nhóm chuẩn dụng sale mà đoàn tiền thì dùng refresh mà slow tí. Ok, chắc là những khơi đi sáng lên nè. Bây giờ ngại miền hô, miền xịt tệnh, miền đỏ buồn. Thế, là bê dưng. Cái thẻ á, ở đây là chẳng cho simple page lăng lên. Chắc những offline là chẳng mắc. Hay xe huyệt phòng. Ok, ở lấy simple page lăng một lời. Refresh mắc để simple page. Tần ấy. Chắc lấy ní mình bảo số display ở nơi xa tại team nâng. Cứ vi phở xa mẹ bảo phết này phô hề vi ạ thở ghê là chắc là vi ạ chanh mạng rồi ở lấy nhóm cho tôi khăn ông thân tốt nhóm cho tôi edit vi sân cho tôi khăn ông dashboard tôi back end cái hai dashboard phô viên nắng cho nhóm tự đô template mũi tiệt đô theme mũi tiệt kê cho appearance hay dọc vi thật theme tự mũi tiệt nhóm dọc ở mỗi nít chắc ok nhóm activate ok tập máu nhóm cho home page vinh nì cái này tí tăng mẹ nhiêu phô viên nè cái chân ở viết load hello world tập mẹ cho ao cho lợi nó cho hello world mùa là hai tay đời xa tả website nó bê lại tiền máu bê với lốt với thời ca tiền page do mà bà hàng hello world cứ chia post nè chuyên cho tôi có nông rồi post chuyên vô view all như nó khơi hello world thì ai cho edit viên máu như khơi như nè welcome for you nè 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 nhưng chú mùi nâng ca phở viết cứ nè tặng ọc nha ai đô bằng đôi cái nhưng trong này page để page load mà tập bóng cứ bảo hai simple page xịt tạch thì trong bảo hai nhà này nên thay to chút lửa việc bằng chân gì chắc là mấy ai đô bán cứ dương cho tôi khăn ông xịt thính hai tập ma tiết dương cho tôi khăn ông reading hai dương đô option be your latest post latest post như này post em mình như mình viết post mới chúng ta hello world chắc là sao ta miên ta viết mới được chứ này hay cứ viết đường tiên tiên pop up vô mà môn kể được chứ nhưng ở vô bỏ chia lại cái nào là test post ấy cứ dùng vô chia static page
trên static page dương select your page để mình chua tha page nè môi để dương chọn bác thoa tha static page chẳng tới chất lời vía sale chứ nhập đô rồi nắng chỗ mà home page cứ bà hai nhìn nắng mong mong ở bà hai hello world toàn nét chẳng bà chạm đông tiệt đám bấy thua ca plap đô tên hình này đại bà hai đại sẽ nhập bà hai phải dương ấy bà hai ở việc bà hai môn kê bà á là cái này chỉ page cứ net ở cái chỗ tôi không sitting chỗ tôi không reading dùng static option chỉ static page how dùng select your home page page nào mua để chọn bán như select màu để sao tập page dùng miễn phần năng chẳng ấy bạn với tranh option chẳng chọn bán chỉ simple page rồi mỗi có page static ô là chẳng tới khăn khổng phòng dò nè khăn khổng bật dòi hay tổng mạng sale mục tiết cho mà đó nó cứ xong dọc permalink sitting permalink cái này nó cứ ngâm xong mà dương dọc biệt thập plan để xa tại nó bê đầy nè tổng ốc nha phở lẹo khả nạ chia đẹp em ném nó bê đầy dương mu ti tăng mu ấy chẳng folder ấy cứ vì ai nâng phát bó chú mùi nâng dùa ở phía dương website dương page nó chú nô nó đà dựng nó bê đầy dương phở chú chú mùa lẹo khán đi chì bê đầy dương phở chìa chua ở chia sọc máy chia sọc máy của bạc bò này để cho nên xôm dọc chia plan nằm bấy ấy và phép dù ở nó cứ vì dọc là cái này chạp chia ID ấy vì ở chạp chia chmua hề chẳng dọc chmua cứ dọc ai chụp hành đi phải phố nên ở cái và có chia thu lập cho website mà chuẩn nốn đại khơi website dù ở những phở là cái này chia sọc máy ớt ở đây thở thế cứ cái phần chọn cái phần là cái này trên lấy hay cái bấm lại về bỏ cái miên so ẩn lẽ có cái bấm lại về dù ở khu vực này để cho nên xong do chỉ plan tới cũng ở miền bằng hà hay sale phòng khi chăng bắt đầu mất tiết dương đô tập phân năng mắc bàn này khi lấy những tập lập mà họ có lại appearance menu hay nhầm tiền như khi tiền cho khăn ông ạ miền cái lại mỗi cái đặt ní dù bây giờ đã máu vì lộ tiền cho khăn ông màn tích vì đã sắp ai thấm tiền mới tiếp vì tôi sắp ai thấm tiền chắc như miệng bày cẳng chắc như sale ta đi giá với tranh bạc mày ok nè ok nhé nhưng tranh drop vậy bà nâng bờ dương phở xìa ác cứ tự xin cậu đỉnh dùn tịch chắc lọc bê drop đón ly nữa khăn ông nâng cứ ăn miên bờ bà ấy chắc ai vì cho dương ai tiền vì máu một vinh máu ok, lấy nhiều nạp bì tăng chè khăn nông simple miền home được khăn nông sĩ tách miền simple page ô ok, như refresh mà ok nhé chẳng là như thua lại khăn nạp drop down đi ok, anh chẳng ơi, khăn nông video này cứ bà hàng dân pin lưu biếp này ca bằng cả page thông mấy hóa dọc menu dọc mà đặt này khăn nông home page chẳng dân miền phần năng tế hay cả này bà xanh chỉ dân thua tam anh hoặc ở toàn ấy, nhưng ai xua nhập bàn ấy. Chẳng ở con chụp khi nhìn ở khu nông video mà hiện khỏi về dân tiền.